Không có ai có thể ngờ rằng anh gốc Việt 27 tuổi này đã làm những cái chuyện không ngờ. Thanh niên gốc Việt 27 tuổi đã phải đối mặt với cáo buộc là ghi hình những đồng nghiệp của mình khi họ đang ở trong phòng vệ sinh. Và các thám tử của văn phòng cảnh sát trưởng quận Washington cho biết rằng khôi trương ở Portland khi làm việc tại tòa nhà Nike Air Manufacturing Innovation, nơi mà anh đã thực hiện các đoạn video. Theo các viên chức cho biết thì anh Trương đã ghi các đoạn băng ít nhất là 50 người đàn ông khác nhau trong năm 2017-2018. Theo đoạn video cho thấy thì Trương đã dùng điện thoại di động quay cảnh nạn nhân trong nhà vệ sinh và không có bằng chứng về bất kỳ camera ẩn nào liên quan đến vụ này. Hai nạn nhân riêng đã nhìn thấy anh ta ghi lại và báo cáo cho người giám sát của họ. Nike đã sa thải Trương vào năm 2018 nhưng không ai báo cáo sự việc cho cơ quan thực thi pháp luật. Các thám tử đã tìm hiểu về những gì đã xảy ra trong khi điều tra một vụ không hề có liên quan vào năm 2020. Đại bộ thẩm đoàn ở Washington đã truy tố anh ta về 10 tội xâm phạm quyền riêng tư cấp độ 1 và anh ta đã bị bắt giữ và tống vào tù với số tiền bảo lãnh là 100.000 đô la Mỹ. Và cho đến nay các thám tử cho biết là họ đã xác định được 23 người trong vụ án và họ nói rằng có hàng chục người khác vẫn chưa được xác định. Nếu có bất kỳ thông tin hữu ích nào trong trường hợp này, xin liên hệ vào số 503-846-2700. Trong những ngày qua, trạm xe đỏ Hoàng ở khu chợ ABC ở góc đường Magnolia và Bosa thuộc thành phố Westminster, chuyến xe đò đi từ Lido Sài Gòn lên San Jose. Thực sự nhiều chuyến xe chỉ có đúng 3 đến 4 khách mà thôi. Trước khi lên xe thì khách được đo thân nhiệt trên chuyến xe dù rộng thênh thang, nhưng ai cũng mang khẩu trang. Có bao nhiêu khách chạy lỗ chết. Chủ hệ thống xe đò Hoàng cười và buồn nói lại, đã hoạt động trở lại rồi, dù có 1 hay là 2 khách thì chúng tôi cũng phải chạy. Bà con có cần mới tới, chẳng lẽ mình lại không phục vụ. Theo như ông Linh cho biết thì hệ thống xe đò Hoàng ngưng hoạt động từ cách đây mấy tháng và mới chạy lại được một tuần mà thôi. Phục vụ bà con đi từ Little Sài Gòn lên San Jose, Sacramento, sang Arizona và ngược lại. Riêng tuyến đi San Francisco và Oakland vẫn tạm ngưng. Theo như là ông Linh, hoạt động trở lại xe đò Hoàng chỉ có 3 chuyến trên một tuần thay vì 1 hoặc là 2 chuyến mỗi ngày như là trước đây. Vậy mà mỗi chuyến xe nhiều lắm cũng chỉ có khoảng từ 10 cho đến 20 khách, trong khi đó để mà hòa vốn thì xe phải có ít nhất từ 20 cho đến 25 khách. Trong lúc tình hình dịch bệnh, ngày vận chuyển hành khách không bị cấm hoạt động nhưng vì ai cũng bị stay at home, chẳng ai dám ra khỏi nhà nên xe đò cũng phải nằm một chỗ. Nhưng khi tiểu bang Cali cho mở cửa thì tình hình vẫn không có gì sáng sủa hơn. Theo như ông Linh chia sẻ rằng, dù là nhiều nơi đã hoạt động trở lại nhưng mọi người rất sợ ra đường, nhất là người Việt chúng ta. Nhiều người không dám đi đây đi đó vì còn sợ người khác tới nhà mình nữa. Mình dám tới mà người ta không dám tiếp thì đâu có ai dám đi. Với thực tế đó thì xe đò đành chịu ấy mà thôi. Nhưng vì xe đò Hoàng có vận chuyển hàng hóa và ít nhiều gì thì phí phục vụ này cũng phụ thêm chút đỉnh tiền xăng cho những chuyến đi xa. Cũng vì là quá ít khách nên tôi phải giảm chuyến, ông Linh Nguyễn nói tiếp. Ví dụ như là đi San Jose, thay vì trước đây ngày nào cũng có chuyến thì nay xe chạy cách ngày. Chuyến lên chạy thứ 2, thứ 4, thứ 6, chuyến về chạy thứ 3, thứ 5, thứ 7. Chúng tôi có 15 tài xế, thời gian dịch bệnh họ phải nhà, hưởng tiền thất nghiệp. Và vừa qua thì khi chạy lại cũng chỉ có 3 tài xế đi làm mà thôi. Làm chủ một hệ thống xe đò có hơn 20 năm hoạt động, ông cho biết vào mùa hè, đặc biệt vào dịp lễ độc lập, các chuyến xe đò đều chật chỗ vì người ta đi chơi, đi thăm viếng bà con họ hàng rất là nhiều. Thực chất khi nghe tin được mở cửa trở lại thì tôi cũng cho xe chạy lại, một phần là nhằm thăm dò xem lễ độc lập thế nào. Ai dè dịch bệnh bùng phát trở lại và số ca nhiễm đang tăng nhiều, dịp lễ độc lập ít người đặt vé, ông chia sẻ thêm. Trường hợp của hệ thống xe đò Hoàng đã như vậy thì xe đò Lộc Las Vegas cũng không có gì sáng sủa hơn. Ông Lộc Vũ, chủ xe đò Lộc Las Vegas cho biết trước đây ông có 4 xe, 4 tài xế. Nhưng mấy tháng gần đây chỉ có ngồi chơi xơi nước mà thôi.
Theo như ông thì trước đây ngày nào xe đò cũng có chuyến, vì dịch bệnh ông cho ngưng chạy. Và cho đến đây thì khi bang mở cửa trở lại thì tôi mới chạy lại để mà phục vụ khách nội địa, nhưng rất vắng, có chuyến đi chỉ có 5 đến 6 người, cũng có chuyến chỉ 1 đến 2 hành khách mà thôi. Nhưng vì khách đã đặt nên mình phải phục vụ. Giá vé là 60 đô trên một người mỗi chiều, tăng hơn 20 đô so với thời gian trước khi có dịch bệnh. Kiểu này thì với tình hình hiện tại nếu cầm cự không được chắc cũng phải dẹp tiệm mà thôi. Làm ăn bây giờ công nhận khó khăn thật. Cũng mong rằng dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, mọi người sinh hoạt lại bình thường và mọi sự vận hành kinh tế ở tại Sài Gòn nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung có sự phát triển hơn và mọi người an tâm hơn trong đời sống kinh tế của mình. Chứ tình hình hiện tại tôi thấy thực sự thì không biết miếng cơm của mình biết dựa vào đâu. Theo nguồn tin từ USA Today đưa tin, bác sĩ Chan Ablebi tại bệnh viện Mary's Healthcare ở San Antonio, ở Texas đã cho biết là một bệnh nhân 30 tuổi tại bệnh viện này đã qua đời sau khi dự tiệc COVID-19. Vì người này tin rằng dịch bệnh trên chỉ là tin đồn mà thôi. Chúng tôi chăm sóc cho một bệnh nhân 30 tuổi, người nói với y tá rằng anh đã tham gia tiệc COVID. Trước khi chết, anh ấy nói với y tá rằng tôi nghĩ tôi đã sai rồi. Tôi nghĩ dịch bệnh chỉ là tin đồn thôi, nhưng sự thật không phải là như vậy. Bác sĩ Chen cho hay. Bác sĩ cho biết các buổi tiệc được tổ chức bởi những người có quan điểm hoài nghi về coronavirus và có sự tham gia của những người dương tính với mầm bệnh. Những người tham dự tới bữa tiệc để xem là liệu virus có phải là thật hay không và liệu có ai mắc bệnh hay không. Những bữa tiệc tương tự như vậy đã được ghi nhận tại các bang ở nước Mỹ như là Alabama, Kentucky. Theo AP, dẫn lời của bà Nemeckinski, Ủy viên Hội đồng thành phố Tuscaloosa, bang Alabama cho biết rằng các sinh viên tổ chức những bữa tiệc này cố ý mời những người mắc COVID-19 tham gia để lây nhiễm cho những người dự tiệc. Bà McKinstry cho biết thêm rằng là họ sẽ góp tiền vào một chiếc lọ và sau đó bất cứ ai mắc COVID-19 sẽ được nhận số tiền này và coi đó là phần thưởng. Thật là vớ vẩn, chúng đang cố ý làm điều đó. Bà nói thêm, bệnh nhân 30 tuổi nói trên chỉ là một trong hàng nghìn ca dương tính tại bang Texas trong những ngày qua. Chỉ riêng bang này ghi nhận 10.351 ca trong một ngày, mức tăng kỷ lục chỉ trong vòng 24 giờ mà thôi. Mỹ tiếp tục ghi nhận nhiều bang tăng vọt như là Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio, Utah và Wisconsin. Và hiện con số tại Hoa Kỳ đã vượt trên hơn 3,3 triệu. Chính quyền Texas cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu như tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, Florida là một trong những điểm nóng nhất tại Mỹ hiện thời khi sử dụng tăng trưởng về cả số ca nhiễm cũng như là số người đã qua đời. Trung tâm giải trí vui chơi được coi là xứ sở kỳ diệu nhất trên trái đất, Walt Disney World, với việc áp dụng các quy định mới để ngăn chặn coronavirus đã mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa. Khu Magic Kingdom và Animal Kingdom của Walt Disney World tái mở cửa trở lại, trong khi khu Epcot và Hollywood Studio sẽ đóng các du khách 4 ngày sau đó. Giữa trong bối cảnh nhiều bang cho biết là có những con số tăng kỷ lục trên mỗi ngày và có nhiều thành phố cũng như là nhiều địa hạt. Nói riêng ở tại Florida đã áp đặt các biện pháp hạn chế trở lại vốn đã được dỡ bỏ trước đó khi các ca nhiễm giảm đi. Tất cả các công viên vui chơi của Walt Disney World đã đóng cửa vào giữa tháng 3. Các quy định mới gồm việc bắt buộc phải đeo khẩu trang cũng như là giãn cách xã hội. Cả du khách cũng như là nhân viên
đều được kiểm tra nhiệt độ trước khi được phép vào các công viên. Việc bắn pháo hoa và các buổi lễ diễu hành đầy sôi động đã bị hủy để tránh nhiều người tập trung một chỗ cùng một lúc. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.